Đây là cách tiêu diệt hoàn toàn mùi hôi của cái nước ám ảnh kinh hoàng này Ở đây có ai chưa từng ngửi cái nước mà cắm hoa sau một thời gian không? Cái mùi nó ghê mà nó kinh dị mà nó thúi mà ha? Từ Sài Gòn mà lên tới Đà, Đà, Lạt còn nghe Nó giống như là nước cống pha với lại cái nước đôi dớ mà mang 8 tháng chưa giặt vậy Hồi nhỏ mỗi lần mà ba mình kêu đem đi đổ hả Tao nói đứng muốn ói mà nhận lời cũng hỏng Cho tới 1-2 năm gần đây mình mới biết cách này Chắc là có người biết rồi mà cũng có người chưa biết đó là phương pháp nu rô che nước rửa chén nha có sẵn trong nhà đơn giản mà hiệu nghiệm vô cùng nhỏ chừng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 giọt gì đó vô cái bình nước rồi sau đó thêm 1 đến 2 muỗng cà phê đường xong rồi nhớ khuấy lên cho đều rồi đừng có ai đòi đập đá bỏ vô cắm ống hút uống nha uống vô ngày mai chắc câm luôn theo như mình biết thì cái nước rửa chén nó sẽ khử đi cái mùi mà phân hủy ở dưới gốc hoa đó là cái nguyên nhân của cái mùi mà nó thúi nó thúi mà nghe mà đang khỏe mạnh mà nghe xong <laughs> còn đường nó sẽ giúp cho hoa tươi và lâu héo hơn ủa tính là tươi với lâu héo hơn thì nó cũng một nghĩa đơn giản nhưng mà kết hợp lại nó sẽ giúp cho mình chân hoa cắm hoa nó tươi lâu hơn nhưng mình cắm chân ở bàn thờ là có khi tới hai tuần mới thay đây là bình hoa mình chân bàn thờ sau gần 10 ngày Cũng còn tươi chân được mấy ngày nữa nhưng mà sẵn tiện mình dọn dẹp luôn Đây quan trọng nhất là khúc này nè Đổ nước dơ đi để vệ sinh rửa bình Tao nói không còn nghe một cái mùi gì hôi luôn